Kính thưa quý bệnh nhân và người nuôi thân mến, thì cũng xin kể lại một chút về cái quá trình làm việc cũng như là xây dựng cái nơi này để cho mọi người được hiểu. Thì khi mà phòng khám đã bị tháo dỡ ngày 16, 17, thì khi đó chính các thầy rất là buồn khi nhìn thấy công trình của cha đã tâm huyết xây dựng ở trên mảnh đất này. Cha đã từng đứng đây cho ra phòng khám rất là nhiều ca, cũng như là cha đã dành tâm huyết, cha dành những ngày tháng ở đây. Thì cha đã thức đêm thức hôm để cha lo lắng cho từng bệnh nhân, từng gói thuốc, từng bịch gạo. Thì các thầy cũng đồng hành với cha, được cha giáo dục, được cha giáo huấn, được cha huấn nhục, được cha đào tạo ở bên cạnh cha, thì cũng thấy được cái sự nhiệt thành của cha cũng như là tấm lòng cao cả bát ngát của cha không có cái gì có thể so sánh được. Mà những ngày đó thì các thầy thấy cái phòng khám bị đập bỏ thì các thầy rất là đau lòng. Và khi đó các bệnh nhân thì rất là hoang mang, lo lắng và không biết mình sẽ như thế nào. Còn các thầy thì mới nói với nhau, có thầy Quý, thầy Tiến, cô Hạnh, thầy Thanh, anh Thưởng ngồi lại với nhau, và nói ngồi lại cũng không đúng, là đứng ở đây nè, đứng trên cái mảnh đất này nè, nhìn thấy cái công trình nó điêu tàn như vậy đó, trong túi thì lại không có tiền. Nhưng mà bởi vì khi mà các bệnh nhân ở đây đến với cha là đặt cái niềm tin vào cái sự chăm sóc của cha và điều trị, thì sao sự cố cha nằm xuống, thì khi đó các thầy vẫn phải có cái trách nhiệm. Tại vì mỗi bệnh nhân vào đây do chính các thầy hướng dẫn và nhận bệnh, thì mình phải có trách nhiệm để dẫn dắt tất cả các bệnh nhân đi hết cái quãng thời gian mà bệnh nhân được hỗ trợ điều trị ở đây, để mang lại cái niềm vui, niềm hy vọng sống trong một cái cuộc sống mới sau khi mình đã hoàn thành cái phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây. Do đó, với cái tinh thần, với cái lòng mà mình nghĩ rằng mình có trách nhiệm với bệnh nhân, cho nên các thầy mới quyết định với nhau là bây giờ thôi thì mình không có gì, nhưng mà mình có thể mình mướn cái nhà rạp mình dựng nên ở đây để các thầy có thể đo huyết áp, để kiểm tra sức khỏe, để hướng dẫn cho bệnh nhân khi tới đây. Đây Nhưng là mà cái phòng trong nước. trong tay các thầy không có cái gì hết, thuốc cũng không có, nước cũng không có, Tham gạo gia cũng không vào có. Nhưng mà vì cái niềm tin, tạm thời các thầy tin cái rằng các thầy phía sau lưng các khám thầy nghiệm còn có cha. của Bởi vì trước khi cha nằm xuống, cha đã dặn các thầy cố gắng gìn giữ công trình khoa học của cha, và muốn các thầy tiếp tục tiếp bước cái đường lối của cha. Cho nên là các thầy không có cái gì, nhưng các thầy vẫn cố gắng thực hiện. Các thầy đã mướn nhà rạp để các thầy có thể đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Còn những cái nào các thầy không có thì các thầy chỉ bệnh nhân đi ra ngoài, bệnh nhân kiếm, bệnh nhân có thể mua. Chứ trong đó các thầy thì không có cái gì. Thì khi đó đó, có bác Giang và bác Thuận là hai người đầu tiên đã đến động viên an ủi các thầy, nói với các thầy thôi cố gắng đi, các bác sẽ hỗ trợ cho bác Thuận, thì hỗ trợ cho gạch cát đá để có thể xây dựng lại phòng khám. Còn bác Giang thì hỗ trợ cho cái phần nước nước kiềm cho bệnh nhân. Còn bác Quế ở đây hỗ trợ cho các thầy về vấn đề thuốc. Thì điều đó làm các thầy có thêm cái động lực, có thêm cái niềm tin, mà chính là ngày hôm nay các thầy vô cùng biết ơn. Không có những cái ngày 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 đó mà mọi người đã giang tay giúp đỡ, thì ngày hôm nay không có được đứng ở đây đâu. Các thầy không có được cái căn nhà lành lặn như thế này để cứu giúp bệnh nhân đâu. Thì cũng nhờ các bệnh nhân cũng tín nhiệm các thầy và cũng động viên an ủi lẫn nhau, và chính các thầy cũng nói với bệnh nhân thôi các bệnh nhân cố gắng đi. Còn các thầy mà các thầy còn ở đây, các thầy vẫn tìm đủ mọi cách để giúp đỡ cho bệnh nhân, chứ không có bỏ một bệnh nhân nào trong suốt quá trình điều trị đâu. Đó. Cho nên là trong suốt thời gian vừa qua, rồi từng bước
từng bước có rất nhiều người có cái tấm lòng bác ái để cùng nhau cộng tác giúp cho các thầy để xây dựng nên công trình này, chứ không phải một người hai người mà cái công trình này hoàn thành, mà rất rất nhiều người trong cả cộng đồng, từ mẹ Teresa, từ cô Mai Phương, từ rất nhiều người mà ngày hôm nay sau khi đã hoàn thành cái công trình phục dựng phòng khám xong thì các thầy mới làm một cái bảng tri ân, và khi đó các thầy sẽ đặt lên làm cái bảng vàng ở ngay đó, đó ngay góc trước phòng của cô Hạnh đó. Thì hôm trước thì thầy có đặt rồi nhưng mà nó chưa về kịp, thì hy vọng vài ngày nữa nó sẽ về tới cái bảng đó để ghi nhớ rằng cái công trình khoa học của cha luôn được sự ủng hộ của rất nhiều người ở khắp mọi nơi, để nhắc nhở rằng các thầy phải luôn cố gắng và các thế hệ sau các thầy nữa sẽ luôn tiếp tục gìn giữ cái công trình khoa học đó của cha, chứ không bao giờ được phá bỏ nó nữa, vì nó là cái tâm huyết của cha và tất cả mạnh thường quân cũng như quý ân nhân ở đây. Đó là cái nỗi lòng mà các thầy ngày hôm nay các thầy muốn nói lên để chúng ta thấy được cái sự vất vả nó như thế nào. Một mặt vừa khám chữa bệnh, một mặt vừa phải tiến hành xây dựng cho kịp thời. Tại vì khi các thầy chữa bệnh ở cái rạp đó, mặc dù là tạm thời thôi, nhưng mà các thầy cũng phải cố gắng hoàn thành sớm cái ngôi nhà này, cái phòng khám này, để bệnh nhân có nơi điều trị tốt. Thấy những lần mà gió bụi nó thổi đó, cát bay mịt mù, thì rất là đau lòng khi nhìn thấy các bệnh nhân ở trong cái hoàn cảnh đó, thì các thầy cũng phải phấn đấu, cũng như là có những mạnh thường quân giống như là những người cha, những người chú đã sát cánh đồng hành cùng với các thầy mới dựng nên công trình này. Bây giờ thầy sẽ mời anh Bùi Văn Thưởng là phó giám đốc công ty sẽ đọc cái giấy tri ân các ân nhân và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho phòng khám được ngày hôm nay. Xin được kính mời anh ạ. Kính thưa cha, kính thưa quý mạnh thường quân, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa mạnh thường quân bệnh nhân. Sau đây thì cho phép em đại diện phòng khám để gửi cái nội dung tri ân đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Thư tri ân kính gửi quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Lời đầu tiên thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Bếp, Cha Tường yêu thương cho không, địa chỉ tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước thời gian qua đã hỗ trợ chung tay cùng xây dựng phòng chuẩn bị học cổ truyền yêu thương cho không. Đây là nghĩa cử cao đẹp nhân ái của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, góp phần tạo điều kiện động viên tinh thần cho quý thầy trên con đường cứu người mà cha Pedro đã dày công nghiên cứu thực hiện. Những đóng góp của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước hết sức ý nghĩa, không chỉ về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, góp phần cùng công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Với tinh thần và nghĩa cử đó, chúng tôi thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không xin ghi nhận những công ơn đó và chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Xin chúc quý mạnh thường quân trong và ngoài nước luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn cha Tường yêu thương cho không, giám đốc đã ký. Thư lên với anh này có đến kèm danh sách các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho phòng bệnh trị học cổ truyền yêu thương cho không. Sau đây thì em xin thông qua danh sách của 19 quý mạnh thường quân. 1. Gia đình bác Ngô Văn Thịnh. 2. Gia đình bác Anh. 3. Gia đình cô Mai Hương. 4. Gia đình bác
Trần Minh Giang. 5. Gia đình cô Hương Mai. 6. Gia đình cô Linh Lan. 7. Gia đình cô Dương Mai. 8. Gia đình cô Nhung Nguyễn. 9. Gia đình cô Lan Di Romina. 10. Gia đình cô Đoàn. 11. Gia đình cô Lina. 12. Gia đình Bắc An. 13. Gia đình cô Xuân Đặng. 14. Gia đình Anh Quang Thị Kim Anh. 15. Cô Trần Thị Chiêu. 16. Cô Trương Quế Phương. 17. Bác Trương Thanh Tân. 18. Gia đình cô Phạm Thanh Nha. 19. Gia đình bác Tùng Ra. Dạ. À, sau đây thì em cũng vừa thông qua cái danh sách của đúng mạnh thật tư đã hỗ trợ phòng tự trị học hỏi tiền yêu thương năm, thì thay mặt phòng thắng thì em cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến đúng mạnh thật tư. Dạ em xin nói. Dạ. À, xin được cảm ơn cái phần phát biểu của anh Bùi Văn Thưởng đã thông qua cái thư tri ân dành cho tất cả quý mạnh thường quân và các ân nhân. Thì cái danh sách này và cái giấy quyết định tri ân này sẽ được các thầy dán ở trên trong phòng của giám đốc. Phòng giám đốc là phòng kỷ niệm cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, và sẽ đặt một cái bảng tri ân lớn ở phía ngoài này để ghi nhớ những cái công ơn của quý mạnh thường quân, quý ân nhân đã giúp đỡ phục dựng lại phòng khám. Thì cũng xin các thầy cũng xin được trân trọng cảm ơn bác, gia đình của bác An và các anh em đã ủng hộ cho phòng khám 1,600 đô. Đó là cái ghi nhận mới nhất của các thầy. Cũng xin gửi đến gia đình bác lời chúc sức khỏe. Còn bây giờ thì các thầy sẽ trao cho giấy tri ân cho những mạnh thường quân và quý ân nhân có mặt ở đây. Còn những quý mạnh thường quân và ân nhân không có mặt thì các thầy sẽ gửi giấy tri ân sau. Bây giờ xin mời cô Lê Lan, xin mời bác Tô Phú Quế và xin mời bác Trần Minh Giang sẽ tiến lên phía trước. Xin mời thầy Võ Duy Tiến, xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý và xin mời cô Nguyễn Thị Hạnh sẽ trao giấy tri ân. Cảm ơn quý mạnh thường quân, quý ân nhân đã giúp đỡ cho phòng khám ạ. Bác Quế này. Minh Giang. Cô Hạnh đó. Xin được cảm ơn quý ân nhân và quý mạnh thường quân đã chung tay góp sức để phục dựng nên phòng khám được khang trang ngày hôm nay. Thì đó là một điều mà tất cả thầy thuốc và quý bệnh nhân không có lời nào để diễn tả, cũng như là mang ơn cho hết cái điều đó. Thì cũng xin ghi nhận ở trong lòng và nhớ suốt cái công ơn này. Xin được chân thành cảm ơn ạ.